những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Á hậu Thúy Vân đi xe 8 tỷ ở nhà 400m² và chưa có bạn trai. Trong cuộc sống đời thường, bằng tài năng và sự thông minh của mình, Thúy Vân đã xây dựng khối tài sản cực kỳ đồ sộ. Trong thời gian vừa qua, cái tên Thúy Vân cùng ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã trở thành đề tài nóng bỏng của cư dân mạng. Tuy nhiên, với cương vị là người đẹp nhiều năm tham gia cuộc thi nhan sắc, Á hậu Thúy Vân lại khiến khán giả trầm trồ khi sở hữu khối tài sản cực kỳ lớn cả về vật chất lẫn giải thưởng. Đại gia tự thân của showbiz Việt với khối tài sản siêu to khổng lồ, Á hậu sinh năm 1993, từng theo học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố, tiếp nối là ngành truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT. Hiện tại cô nàng đang là một MC diễn viên và thi thoảng lấn sân làm nhạc sĩ khá tài năng của showbiz Việt. Vốn là người tài giỏi lại thông minh, Thúy Vân xây dựng được cơ ngơi khá đồ sộ. Hiện tại cô nàng đang sống tại căn penthouse rộng 400m² thuộc địa phận quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chỉ ở một mình nhưng Thúy Vân sắm sửa rất nhiều nội thất hoành tráng, trang trí sang trọng. Đồng thời ngôi nhà của Thúy Vân còn có hẳn sân vườn, hồ tắm riêng. Căn hộ 400m² của Thúy Vân có khá nhiều diện tích riêng, nằm ở tầng 40 trung tâm quận 2. Mới đây, Á hậu xinh đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 còn sắm thêm một chiếc xế hộp hạng sang. Theo thông tin trước đó ghi nhận, chiếc ô tô được Thúy Vân lựa chọn có giá gần 8 tỷ đồng, nội thất và kiểu dáng sang trọng. Ngoài nhà và xe, Thúy Vân cũng thường xuyên mua sắm những đồ thời trang hàng hiệu và du lịch sang chảnh tại nước ngoài. Không chỉ vậy, nhiều lần chia sẻ trước báo chí, Thúy Vân vẫn muốn nỗ lực hết mình hơn trong các dự án xã hội. Độc thân sau 2 năm chia tay bạn trai đại gia, Thúy Vân ở bất kỳ cuộc thi nào cũng đều được đánh giá cao về sự thông minh, nỗ lực và cách cư xử khéo léo của bản thân đối với mọi người. Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Thúy Vân đã từng tham dự nhiều đấu trường nhan sắc khác như Hoa khôi áo dài 2014, Hoa hậu quốc tế 2015, tài giỏi duyên dáng là thế. Nhưng sau cuộc tình với đại gia Tuấn Nguyễn, Thúy Vân lại đơn côi lẻ bóng trong suốt nhiều năm hoạt động trên showbiz. Ngoài mối tình với Tuấn Nguyễn, chồng của Lan Khuê hiện tại, Thúy Vân khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đời tư cực kỳ trong sạch. Thậm chí dù đã chia tay được vài năm, nhưng Thúy Vân chưa từng công bố hoặc lộ tin đồn với bất cứ người đàn ông nào. Cộng đồng mạng, chẳng cần bất kỳ ngôi vị nào, chị vẫn trở thành nữ hoàng của chính mình. Trong mắt cư dân mạng, việc Thúy Ngân từ bỏ ngôi vị Á hậu 3 Miss International 2015 để tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là chuyện vô cùng dũng cảm. Chính vì thế, dù Thúy Vân không đạt vị trí như mong đợi, nhưng vẫn được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ. Với khối tài sản đồ sộ nhờ việc dẫn chương trình song ngữ hoạt động giải trí, Thúy Vân lại càng khiến công chúng khâm phục về tài năng gấp bội lần. Đúng là phụ nữ chỉ tài năng xinh đẹp khi không thuộc về ai. Thực sự rất ngưỡng mộ Thúy Vân từ Hoa khôi áo dài tới giờ. Cuộc sống như vậy thì chẳng cần bất kỳ ngôi vị nào, chị vẫn có thể trở thành nữ hoàng của chính mình rồi. Quá thông minh và tài giỏi luôn chị ơi, thật sự rất tự hào về chị luôn à. Vừa xinh đẹp, tài năng, giàu có, Thúy Vân đúng chức là người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ mà biết bao cô gái ngưỡng mộ. Với những tài năng cực kỳ đáng nể như vậy, có lẽ trong tương lai, nàng Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ có thật nhiều thành công hơn nữa.